Quý vị các bạn thì ở các clip trước á, thì công ty Bưu Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rất là nhiều các loại súng quân sơn rồi. Thì qua clip này công ty Bưu Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách về cái súng quân sơn F110 G13T của hãng Meiji Nhật Bản. Thì cái súng này thì chuyên dùng full auto xe máy, thì nó thường là hay sử dụng hai cái kích thước kim là F110 G13T và F110 G15T. G13T thì chuyên là full bóng, rồi G15T chuyên full lock. Thì đây là khi mua về chúng ta sẽ có hộp súng đây. Thì trên này nó sẽ có cái mã, đó, có cái mã là F110 G13T. Đây là dòng súng của hãng Meiji Nhật Bản. Thì chúng ta sẽ có cái súng đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái cà lê và một cái bàn chải. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái súng, đó. Rồi đây là cái chứng nhận của hãng Meiji, đó, chứng nhận của hãng Meiji. Rồi đây là cái hướng dẫn sử dụng và bạc lít. Đó, đây là có các cái bạc lít. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cây súng đây. Đó. Trên thân súng sẽ có là Made in Japan. Đó, Made in Japan số seri. Đó. Thì chúng ta sẽ có cái súng đây. Thì súng thì sẽ bao gồm là một đường vào hơi, một đường chỉnh lượng hơi. Đó, nút chỉnh hơi. Đây là nút chỉnh độ trục xòe. Đây là nút chỉnh lượng sơn nhiều ít. Đó, đây là cò. Thì với cái súng này á, thì chúng ta sẽ dùng để full auto xe máy hoặc là đồ gỗ cao cấp. Thì bây giờ chúng ta sẽ gắn cái cốc đựng sơn vào. Thì cốc đựng sơn của nó là cốc 400ml. Đó, cốc 400ml chúng ta sẽ có. Bây giờ ta sẽ gắn cái cốc đựng sơn vào cái súng này. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi gắn cốc đựng sơn vào. Đây là cốc đựng sơn của súng. Thì tôi sẽ gắn vào. Đó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi gắn cái đường hơi vào. Đó, tôi tiến hành tôi gắn cái đường hơi. Đó. Giờ tôi tiến hành tôi gắn cái đường hơi. Rồi, bây giờ là tôi đã gắn xong được cái súng. Thì tôi súng này nó sẽ có hai nấc, một nấc ra hơi. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi đổ nước và tôi test thử cho quý khách xem. Đó, tôi tiến hành tôi test thử cho quý khách xem. Rồi. Đây, chúng ta sẽ có là một nấc là ra hơi. Đó. Chúng ta thấy là cái lượng sơn ra rất là hơi mịn. Chúng ta có thể là chỉnh đó. Chỉnh độ trụng xe. Đó, nút chỉnh độ trụng xe rất là êm ái, nhẹ nhàng. Đó. Thì sau khi sử dụng xong, quý khách vui lòng là vệ sinh súng thật là kỹ. Chúng ta có thể là sử dụng đổ chất tẩy rửa vào để chúng ta xịt sạch ra. Và chúng ta có thể sử dụng cái dụng cụ vệ sinh để chúng ta vệ sinh. Tránh trường hợp là chúng ta ngâm nguyên cây súng vào cái chất tẩy rửa thì nó sẽ hư các cái ron của súng nếu ta ngâm với thời gian lâu. Đó. Thì trên đây thì công ty Bưu Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý khách về cái dòng súng full sơn Meiji F110 của hãng Meiji Nhật Bản. Thì để theo dõi các clip mới nhất và ủng hộ kênh thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.